chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin ngày 9 tháng 6 của Dusan Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Giới thiệu hai smart office đến từ khối TB và design. Cấp phát 350 suất cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đào tạo kỹ năng giao tiếp hiệu quả cho cấp bậc giám sát. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong những tháng cuối của 6 tháng đầu năm 2016, chúng ta đã ghi nhận nhiều cải tiến và có hiệu quả tại các xưởng bộ phận. Và sau đây là một số điển hình tiêu biểu. Trước tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, các doanh nghiệp đều đẩy mạnh việc quản lý và tiết kiệm chi phí. Nắm bắt mục tiêu này, bộ phận TB đã lên kế hoạch và đề ra phương án tiết kiệm chi phí mua vật tư. Nhận thức được điều này, Session Person Control dưới sự dẫn dắt của anh Nguyễn Hồng Chinh đã đưa ra giải pháp đa dạng hóa nhà cung cấp để loại bỏ việc độc quyền về giá, đồng thời phối hợp với các bộ phận sản xuất xóa bỏ việc chỉ định nhà cung cấp trực tiếp trên PA, mở rộng việc lựa chọn nhà cung cấp với giá thấp hơn và tiến hành kiểm định chất lượng sản phẩm. Kết quả của việc cải tiến này đã thay đổi được 20 nhà cung cấp mới và giảm hơn 53.000 đô chi phí mua vật tư. Trong nhiều năm qua, đối với các mặt hàng tiêu hao mài mòn, thường thì xưởng sẽ yêu cầu những nhãn hiệu đã từng sử dụng hoặc là sẽ chỉ định trực tiếp trên tờ trình yêu cầu mua hàng. Điều này gây khó khăn cho bộ phận TB trong quá trình tìm giá rẻ hoặc là giá cạnh tranh hơn. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận chỉ thị từ cấp trên là phải tiết kiệm ít nhất 10% chi phí mua hàng so với giá lịch sử hoặc là so với ngân sách. Vì vậy, đội chúng tôi cũng suy nghĩ và trăn trở rất nhiều là làm thế nào để mua hàng với giá rẻ, tuy nhiên vẫn đảm bảo chất lượng để cho xưởng dùng. Cùng với mục tiêu chung của khối bộ phận, tôi cùng các thành viên trong đội đã nỗ lực tìm kiếm các marker mới có giá tốt hơn những marker cũ, đồng thời đảm bảo được chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng. Kết quả, chúng tôi đã đưa vào sử dụng được hơn 20 marker mới và tiết kiệm được chi phí mua hàng khoảng 53.000 đô. Trong khi đó, với tư duy không ngừng cải tiến để hoàn thiện ở khâu thiết kế, chị Phạm Thị Lan Hương của Session Tecla 2 đã tìm ra phương pháp rút ngắn thời gian hoàn thành bản vẽ chế tạo 2D và ngăn ngừa lỗi sản phẩm. Trong quá trình làm việc, chúng tôi gặp phải những thực trạng như là thực trạng thứ nhất, công đoạn chỉnh sửa bản vẽ theo phương pháp thủ công, đó là chỉnh sửa bằng tay và chỉnh sửa lần lượt từng bản vẽ một, tốn rất nhiều thời gian. Mất khoảng 5 phút cho một bản vẽ. Vì dù như đối với dự án ra gông thai 4, chúng tôi có khoảng 1.700 chi tiết BIM. Và như vậy chúng tôi sẽ mất một khoảng thời gian, đó là cỡ 8.500 phút cho công đoàn chỉnh sửa. Rất là mất thời gian. Thực trạng thứ hai đó là lỗi do con người xảy ra thường chiếm khoảng 10%. Đó là các lỗi về hướng, lỗi về tỷ lệ bản vẽ không phù hợp, lỗi về tỷ lệ của section. Nhưng thực trạng này ảnh hưởng đến ngày giao hàng, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Để giải quyết vấn đề này, chị Hương cùng các thành viên trong session thảo luận và đã áp dụng ứng dụng Tecla nâng cao với việc tiêu chuẩn hóa các biểu mẫu để tự động nhận diện BEM có clip control, sử dụng ClickCheck Manager để tự động xác định hướng, tỷ lệ, khung tên của từng BEM trong mô hình 3D, sau đó xuất ra bản vẽ 2D. Giải pháp mới này đã ngăn chặn 100% lỗi do con người gây ra, thời gian hoàn thiện bản vẽ chỉ còn 40 giây, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng. Với tinh thần chia sẻ khó khăn với cộng đồng, Dusan Vina luôn dành một phần ngân sách của mình cho các hoạt động xã hội và việc phát cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân đã được duy trì tới năm thứ tư. Sáng ngày 4 tháng 6, Dusan Vina phối hợp cùng Vietcombank và Mylan Quảng Ngãi tiến hành phát 350 suất cháo dinh dưỡng cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Chương trình nồi cháo tình thương diễn ra định kỳ một lần một tháng từ 5 giờ 15 đến 6 giờ 20 sáng thứ bảy của tuần đầu tiên trong tháng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Và đây là năm thứ tư liên tiếp chương trình được tiến hành với tổng cộng 17.061 suất cháo đã được phát đi. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của đội ngũ nhân viên và lãnh đạo của Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi và công ty Mylan Quảng Ngãi. Rất đông người thân của bệnh nhân đã đến nhận suất ăn từ 20 tình nguyện viên đến từ 3 đơn vị. Chỉ sau 30 phút, 350 suất cháo dinh dưỡng buổi sáng đã được cung cấp hết cho bà con. Đối tượng mà nồi cháo tình thương hướng đến là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Đây là bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân nghèo tập trung và cũng là những bệnh nhân bị nặng. Với những suất cháo này, chương trình mong muốn tiếp thêm cho họ một nguồn dinh dưỡng và một sức mạnh của tình yêu thương, giúp họ nỗ lực chiến thắng bệnh tật. Món quà không lớn về vật chất, nhưng đây được coi là một trong những hoạt động cộng đồng mang tính nhân văn sâu sắc. Và hoạt động này vẫn luôn được các cơ quan, đoàn thể ủng hộ thực hiện và mong muốn sẽ được các đơn vị khác nhân rộng tại các bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh. Thưa quý vị, giao tiếp thì ai cũng có thể làm được, nhưng giao tiếp hiệu quả thì không nhiều người đạt được mục đích đó. Chính vì vậy, khóa đào tạo mang tên Giao tiếp hiệu quả đã được tổ chức. Khóa học được tổ chức dành cho 162 học viên đang giữ chức vụ giám sát tại các nhà máy và khối trong công ty. 162 học viên này được chia thành 6 lớp và mỗi lớp sẽ có 4 tiếng rưỡi đồng hồ để cùng nhau tìm hiểu, đào sâu và áp dụng những phương pháp nhằm mang lại hiệu quả cao cho những lần giao tiếp. Khóa học được chia theo 2 khung thời gian, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 và từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5. Tham gia khóa học, các học viên sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc giao tiếp hiệu quả trong công việc, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ trong giao tiếp và tăng cường khả năng áp dụng vào thực tế. Dưới sự dẫn dắt của giảng viên nội bộ Nguyễn Tấn Thành đến từ bộ phận D&T, các học viên đã cùng nhau chia sẻ nhiều tình huống, đề tài và kinh nghiệm liên quan đến kỹ năng giao tiếp và cách thức làm thế nào để buổi giao tiếp đó có hiệu quả, những nguyên nhân chính của việc giao tiếp chưa hiệu quả, những nguyên tắc giúp cho giao tiếp hiệu quả. Thái độ và hành xử trong giao tiếp cũng đã được đưa ra mổ xẻ. Thông qua những bài tập thực hành nhỏ tại lớp, các học viên đã phần nào thể hiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả mà mình vừa được truyền đạt. Trong đó, kỹ năng sử dụng giọng nói, ngôn ngữ hình thể, thái độ giao tiếp, cách tạo ấn tượng đã được các học viên vận dụng khá tốt. Trong kinh doanh, yếu tố sáng tạo và cải tiến không ngừng luôn áp dụng những cách thức mới mẻ sẽ giúp chúng ta thành công. Đó là nội dung của clip sau đây. Chúng ta tiếp tục cuộc họp hàng tháng. Danh hiệu nhân viên xuất sắc của phòng kinh doanh tháng này lại một lần nữa thuộc về Hoàng Nam. Mọi người hãy cố gắng học tập cậu ấy nhé. Dạ, cảm ơn giám đốc và mọi người ạ. Thế nào Hùng? Hôm nay cậu có thêm được hợp đồng nào không? Không, từ sáng đến giờ mình đi gặp 5-6 đối tác mà chẳng được chỗ nào cả. Còn cậu thì sao, Hải? Mình cũng vậy. Này, không hiểu cậu Nam làm thế nào mà doanh số tháng nào cũng cao nhất nhỉ? Ừ, cậu ta có khi còn gặp ít khách hàng hơn mình. Đi làm mà cứ như đi chơi, hay là do cậu ta có khiếu ăn nói, dễ thuyết phục người khác. Hôm nay cậu ta có hẹn một khách hàng ở quán cà phê Ban Mai. Mình sẽ ra đó trước và xem cách nói chuyện của cậu ta như thế nào. Kính của công ty chúng tôi là mặt hàng cao cấp, làm bằng vật liệu siêu bền. Chị chắc chắn sẽ hài lòng với nó. Chị nhìn xem, sản phẩm đều có chữ chìm và logo của công ty. Kính có thể chịu được lực va đập lớn mà không vỡ hay chảy xước. Ồ, quả đúng thật. Mặt kính còn không bị xước đến một vết nhỏ. Tốt quá, tôi sẽ đặt một lô hàng lớn. Hóa ra bí quyết của cậu ta là như vậy. Ồ, hóa ra là thế. Bữa tiệc hôm nay là lời cảm ơn chân thành từ công ty cho những cố gắng, nỗ lực của mọi người thời gian qua. Sẽ công bố danh hiệu nhân viên xuất sắc quý 3 dựa trên những đóng góp lớn về doanh thu cho công ty. Và danh hiệu đó đã thuộc về Hoàng Nam, phòng kinh doanh. Sao lại thế nhỉ? Chúng ta đã áp dụng theo cách cậu ta làm. Doanh số tăng lên nhiều lần mà sao kết quả cậu ta vẫn vượt xa? Hay là nhân hôm nay cậu ấy đang vui vẻ? Anh em mình thử hỏi xem sao. Cậu khiến tôi rất tự hào. Cả công ty từ trước tới nay không có ai có thành tích xuất sắc như cậu cả. Dạ, cảm ơn giám đốc quá khen. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn ạ. Chào giám đốc, chào Nam. Chúng mình quan sát cách tiếp thị của Nam rồi làm theo. Cũng tự tay gõ kính thử chất lượng cho khách hàng. Mà sao doanh số vẫn không bằng cậu được? Tôi cũng biết anh em học theo mình, nên khi gặp khách hàng tôi chỉ thay đổi cách làm một chút. Đó là khi khách hàng nói không tin, tôi liền đặt kính trước mặt họ và đưa búa cho họ tự đập. Họ được tự tay mình thử và chứng kiến, lòng tin càng tăng lên gấp bội. Thế đấy, các cậu thấy chưa? Chỉ làm theo người khác thì sẽ không thể nào vượt qua họ được. Phải
phải sáng tạo hơn họ, sáng tạo không ngừng, mới hy vọng có được thành công. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn theo dõi đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V7N43. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.